Anh nghe nè. Anh đang ở đâu vậy? Trên đường về. Sao về nhà trễ quá vậy? Thì công việc mà. Vậy sao có hẹn với em? Anh xin lỗi. Thôi ra, anh lái xe đây. Tối về ngày mai anh ghé. Anh ơi, anh gì ơi, anh có sao không? Tối qua Tư Đôn không có về nhà. Nó đi với bà Trí mà. Dạ đúng rồi. Sáng nay anh Tư nó có việc nên đêm qua về nhà ngủ sớm. Em đợi cả đêm mà không thấy ảnh về. Tôi điện cho nó coi. Em gọi rồi mà không có được. Lúc đầu điện thoại còn đổ chuông, rồi sau đó tắt máy luôn à. Sao kỳ lạ vậy? Tư Đôn đâu bao giờ có thói quen tắt máy. Anh gọi cho anh ba coi. Má, cũng như gái chắc luôn. Mấy giờ rồi em? Còn sớm mà anh. Khoan, đến coi mấy giờ đã. Tại bữa nay anh có gì? Ủa, ông hai gọi. Sao tắt chuông vậy? Em nghe anh hai. Thằng Tư Đôn có đi với mày không? Đi vào đêm hôm qua. Nhưng mà nó về nhà rồi mà. Nó không về nhà. Điện thoại tắt luôn rồi. Hay là nó đang ở với con Yến. Đem gọi cho con Yến thử coi. Nó không bao giờ ngủ qua đêm với con Yến. Đừng có gọi mắc công. Mày về nhà liền đi. Mày gọi cho mấy đứa nhỏ tìm thằng Tư Đôn gấp. Dạ. Anh. Em kêu cho anh chiếc taxi. Còn sớm mà, làm gì giờ này có taxi. Sớm cũng phải kêu nữa. Đè đi. Tự nhiên nạt ta. Em, bữa nay anh có việc thiệt mà. Gọi giúp giùm anh nha. Ủa mà anh, hồi nãy chuyện liên quan tới ai mà anh căng thẳng quá vậy? Không có liên quan tới ai hết. Cứ xe đi. Không có đứa nào biết anh Tư đang ở đâu hết. Vậy là có chuyện rồi. Sao anh hai lại nghĩ như vậy? Anh em tụi tao không bao giờ tắt máy vào ban đêm. Đó là quy định. Máy Tư Đôn tắt
là có chuyện rồi. Bò coi mấy bò tụi đó làm sao. Hồi khuya rần rần á. Con biết rồi. Lẹ lẹ đi. Dạ. Mày làm gì ở chỗ mình lâu dữ vậy Trung Si? Dạ dạ con ra liền. Dạ cậu hay gọi con. Sao lâu hả? Mày rảnh mày đi kiểm tra mấy con gà coi. Con có bắt con nào không? Dạ. Không bắt con nào hết cậu ơi. Tao đố cha thằng nào dám vô nhà lại. Nhưng mà kiểm tra thì phải kiểm tra thôi. Mẹ, thời buổi bây giờ phê vô là cái gì nó cũng dám làm. Dạ. Thôi, đi với tao xuống chuồng bò kìa. Dạ. Để mấy con bò luôn đi chị. Dạ. Sao? Dạ đủ rồi cậu hai. Không thấy gì khác lạ. Nhưng mà suốt đêm mấy con chó làm loạn cả xóm. Thôi dắt sữa mấy con bò đi. Dạ. Tao đúng là tào lao không hông phụ. Cậu hay mà biết cái tao là lừa ổn quá. Mặc thôi kệ đi. Làm phước cứu người ta là tốt rồi. Phan. 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 Cái gì vậy Phan? Phan. Phan. Cứu tôi nhớ.
chơi. Đập bơ. Cứu tôi. Anh ơi, anh bị gì vậy? Cứu tôi nha. Tôi nhanh quá. Anh thả tay tôi ra. Đập bơ. Cứu tôi với. Tôi gọi cậu hai nha. Đừng gọi. Làm đơn cho tôi vô trong. Tôi đó. Nó trốn được ở đâu chứ? Mà dạ, em nghe nè anh. Sao rồi? Sao không nghe báo tin gì hết vậy? Dạ, nó trốn rồi anh. Chết mẹ tụi mày hết đi. Bằng bộ giáp đi truy sát nó cho bằng được. Huy động thêm người. Dạ, 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 em biết rồi. Sao rồi? Mẹ, phải kêu thêm người. Chứ tao với mày là làm không xong vụ này rồi. Đi mày. Trên tới xuống dưới bắt mẹ giấc ngủ của tao luôn. Được rồi, tôi không phải người xấu đâu. Chú thấy sao rồi? Có bông băng, không biết lấy gì cầm máu cho chú nên cầm máu như vậy là tốt rồi. Chú, chú còn đau ở đâu nữa không? Ở chân, như là nó trật rồi, cho nên nó hơi đau. Vậy sao chú đi khỏi đây?
Tôi không biết. Để tôi gọi cậu hai nha. Đừng. Đừng gọi. Đừng để ai biết tôi ở đây hết nha. Nhưng mà sao được? Tôi khát quá. Chú đợi tôi một chút nha. Sữa bò tươi đó, chú uống đi. Mất máu, không uống được nhiều nước đâu. Tôi không phải người xấu. Người tốt, sao chú xuất hiện như vậy? Chính tôi cũng không biết chuyện gì đang xảy ra. Chú không biết họ là ai và tại sao họ làm vậy hả? Cái điện thoại của tôi đâu rồi? Tôi không thấy cái di động nào hết á. Tôi để quên trên xe rồi. Ác thiệt. Chú muốn gọi cho người nhà hả? Tôi có điện thoại nè. Nhưng mà lúc này chưa cần thiết đâu. Ngoài con ngõ trước nhà em thì còn lối nào ra đường lớn không? Còn một ngõ sau chuồng bò. Nó dơ lắm, không ai đi đường đó hết. Chắc chắn là bọn họ không chờ chú ở đó đâu. Tôi đưa chú ra đường lớn nha. Chết rồi. Trời sáng luôn kìa chú. Giờ sao chú ra khỏi đây? Tôi không thể đi lúc này được. Chú sẽ gặp rắc rối với cậu hai tôi đó. Với mấy ông anh tôi nữa. Họ không có hiền đâu. Chọn chuồng gà cho gà ăn sớm đi. Chắc chậm mẹ nhớ hả? Dạ, con tưới xong mấy cây rồi con đi cậu hai. Biểu cái gì thì làm cái đó đi. Để đó cho quý đó tư. Dạ. Gì? Làm gì có chuyện đó? Mày không làm được cái đồ tiền người ta cho mày. Nhưng mà chuyện này của con công ty với bộ. Ê, con kia, đi đâu á? Tao mới tưới đâu ở nhà. Mày đừng có nhìn vô vàng làm biến nha mày. Mẹ, mày im cái miệng mày coi. Bắt con tưới ba cái này, nước nó bắn trên người con dơ hết. Bà ba nuôi con xuống xi á để nó làm ba cái chuyện này. Giờ con làm rồi nó làm cái gì? Chắc kiếm vào á, vô kêu nó ra coi. Mà con nói rồi con không làm ba cái này đâu nha. Thank you.
tiếp vào hả? Ừ. Chờ chút, em mở cửa giúp con luôn bố ơi. Mở cửa đi bố. Ba, tụi mày làm gì ăn cướp vậy? Hỏi tao chút chuyện chứ cứ bóc gì đâu bố ơi. Ủa, mà tụi mày đâu có phải kiếm vào đâu. Tụi này đã kiếm người, nhưng mà tụi mày kiếm ai? Xin chó giùm con cái bố. Em chết tụi này đi vòng vòng trong nhà cái bố. Ê, tụi mày làm gì á? Quá, mày coi nhà vô đây quậy vậy? Ê, con hết rồi ông già. Có chuyện tụi này mới ghé vô đây thôi. Không ai đánh đâu, mày ông làm gì? Chuyện gì? Trời ơi, mới sáng sớm làm gì ồn ào dữ bà con. Ủa, đi đâu vậy mấy huynh? Đi kiếm người. Mà nghe đâu tối hôm qua khu này chó sủa dữ lắm hả? Tối qua xỉn quá, có biết gì đâu. Nhưng mà làm sao? Bố có thấy ai lạ quanh quẩn đây không? Quài em, làm gì nhà tao dễ vô đó mày. Mày nhìn nó kìa. Đó, con chó đó. Cổ bò nó cắn còn đứt nữa. Ý của tôi nói là quanh quẩn khu này nè. Tao á, tao chỉ để ý nhà tao thôi. Còn nhà thiên hạ, kể bè đó. Bà, bộ tối bà có nghe chó sủa hả? Tao đâu có xỉn như mày đâu. Mẹ chó sủa, buồn cả sớm, điên cái đầu. Tao đi ra kiểm tra, bà có thấy mẹ gì đâu. Tối á, có tiếng xe rú ga trước cửa nhà tao. Phải tụi bay nha. Không phải tụi tôi. Ủa, mà mấy anh kiếm ai vậy? Có gì tôi biết tôi chỉ giùm chó. Tao cũng không biết bằng mũi tên họ thằng đó. Chỉ biết họ khuyên nó bị chém rồi chạy vô trong này. Từ khuya tới giờ chắc nó cũng thoát mất tiêu rồi. Dạ đâu, đường nào cũng có người mê hết rồi. Nó đột thổ thăng thiên mới thoát được. Ê, thằng chém chắc người dữ. Dữ hiện gì tụi tôi không biết. Nhưng mà người mém lớn nói, nếu bắt được nó sẽ được thưởng nóng. À, một tối bà kiếm kỹ chứ bà. Mình nghĩ nó trốn đâu được trong cái nhà này. Ngoài cái chuồng bò, tao với con chuồng chi kiểm tra hết rồi. Bố cứ tiếp tục để ý, xem coi có gì thì báo tụi tôi. Số của tôi thì thằng giàu có rồi đó. Thôi, tôi mới về nhá. Về nhá ông già. Có tin tức gì tôi gọi cho mấy quân đi. Mấy quân đi cẩn thận nha. Ờ. Vụ gì xảy ra ở địa bàn mình vậy bác? Không liên quan gì tới mày. Tò mò ích lợi gì? Trời, bà không nghe tụi nó nói hả? Kiếm ra thằng bị chém á là được thưởng nóng nha. Dễ ăn tiền tụi nó quá. Tao không có tin. Trời, bà không tin thì tôi tin. Kiếm ra được thằng đó, kiếm được chút tiền cũng đỡ lắm chứ bộ. Mà khuya bà kiểm tra không có gì lạ hả? Không có gì hết á. Rồi sao? Thì hỏi vậy mà. Chứ ba mà thấy thằng đó chắc nó cũng chém ba chết queo luôn rồi quá. Mẹ mày dễ ăn tao quá. Mà thằng bị chém á, chắc thuộc dạng cũng số má trong có vừa đâu. Phải chi mà tìm được nó, gỡ chút tiền cũng đỡ khổ. Ê, hả? Mày lại thiếu nợ 1 chén lượng nữa không? Thì vài bữa vô độ trả hết liền bây giờ chứ gì. Ba cứ càm ràm hoài. Thằng Sang á, nó đấm cho phù bỏ, chứ không có nói nhiều như tao đâu. Điệu hồn mày đó. Sushi, mày thấy con gà này tốt không Sushi? Cái giải độ của nó nè, con gà này mai độ lắm nha. Mai mốt nó sẽ là con, ăn nhiều tiền cho tao lắm á. Ừ. Ê mày, tao nói chuyện với mày, còn thua nói chuyện với con bò hả mày? Má, cái con gái gì mà mặc dù ổn với cái lu vậy? Con đó anh xem cưng lắm đó, anh đừng có đụng vô nó.
Mày lấy cái quyền gì mày cấm tao? Anh Sang giao nó cho em, anh không được lấy nó đi đá đâu. Mày ngon hả? Tao đem gì đó, mày dám làm gì tao? Em thì không dám làm gì, nhưng mà chắc gì anh Sang đi yên cho anh. Má, coi chừng tao á. Đã đi thức ăn cho bò kìa Susie ơi. Dạ em nghe rồi. Quán xá gì đâu mà không có một bóng người nữa. Lỗ chết luôn á trời. Ê, 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 cưng, cưng, cưng. Ê, cưng. Làm gì đi chơi sớm vậy? Chơi gì men? Vô làm một ly cà phê đen đậm thì đậm uống có men. Hồi tối hôm qua thức trắng đêm, đang ngủ chết mẹ. Bộ đi ăn trộm sao thức trắng? Ê, nói vậy là hơi bị kỳ nha men. Kệ tao men. Tối hôm qua giờ rần rần, không biết chuyện gì hả? Vũ đi. Mày bớt nói cho đầu bớt thẹo nghe chưa? Vô làm cà phê uống đi. Nhiều chuyện quá men. Sao rồi? Sao? Vài bữa nữa xử luôn chiếc xe hơi của nó. Chuyện đó không phải của mình. Bây giờ phải làm sao cứu cho được nó. Giờ này chắc nó biến khỏi nơi đây luôn rồi. Ăn một dao của tao ngay tim. Nó biến đi đâu được chứ? Thì nó kêu người tới cứu. Tao đã cho người canh gác hết rồi. Đường lớn, đường nhỏ gì cũng không có một người lạ mặt xuất hiện. Tao nghĩ nó trốn ở nhà ai trong khu này đó. Ai mà nhắm chứa cha. Đó là chuyện của tụi bay. Tụi bay phải đi tìm. Mò kim đáy biển rồi nha. Đâu? Nó to như con khỉ đột. Một con mẹ mày. Tụi mày là dân ở khu này, phải khoanh vùng mà tìm cho ra nó. Nhưng mà tìm bằng cách nào? Tự suy nghĩ đi. Tao không biết. Anh, cô anh, bé mày. Ở đây không có chuyện của mày. Bê này mày. Hồi khuya xảy ra ở cây số 9. Giờ cứ mấy ngõ đó mà tìm thôi. Đúng rồi. Nhà nào có giường rộng cứ vô mà tìm. Trời đất ơi, bà làm như dễ tìm lắm vậy. Đừng có nói nhiều. Tìm được thì tụi mày có tiền. Mà tiền không ít đâu. Giờ thì biến đi. Chưa được uống luôn. Đi tụi bay. Quê, đi cà phê tao sao? Để tao trả. Dạ. Dạ em nghe nè anh. Sao rồi? Dạ chưa tìm ra nó. Xe của nó thì tụi nhỏ đem gửi ở chung cư gia anh rồi. Khử nó mà không được thì khẩu quả chán tiền. Dạ 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 em biết rồi. Biết cùng mẹ gì. Tao đã nói cho tụi bay thằng này khó nuốt rồi. Kiếm thật nhiều lực. Chỉ cho mạnh vô. Dạ dạ dạ. Mày tính nuốt trọn một mình hả?
lo giải quyết cho xong đi. Dạ dạ dạ, dạ em hiểu rồi. Nhớ là phải tìm thêm người chi cho mạnh vô. Dạ. Tiền đó tụi bay lo. Dạ dạ. Nè, biết mà khó xơ vậy, tao đã từ chối rồi. Nói gì chuyện đã rồi. Cà phê nè. À, dạ. Coi như không nghe không thấy gì hết kìa chưa. Dạ 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 dạ. Dạ dạ, anh đi. Alo anh Chính hả? Em mới nghe cái này vui lắm. Mày nói rõ hơn đi. Dạ, sau khi rời nhà hàng, Tư Đồn đã chở em qua nhà con Kiều ở, rồi nó quay về nhà. Lúc đó mấy giờ? Giờ khoảng 1 giờ sáng. Má, giờ đó mà còn đai thằng nhỏ. Thì bình thường cũng vậy mà. Biết sáng nay có chuyện mà vẫn không bỏ cái thói đi ngủ với gái. Giờ sao? Anh thiệt là thật, Tư Đồn nó quá già đời rồi. Tự nhiên anh đổ thừa cho tôi nghe kỳ ghê á. Alo, ở đâu? Mày cho tụi nhỏ canh chừng cái xe. Xe của anh Tư đang trong bãi xe của chung cư gia anh. Đó, nó có đi đâu đâu mà anh la. Nhưng bây giờ không liên lạc được với nó. Mà thằng Tư Đồn nó làm gì lên chung cư gia anh? Biết đâu chiếc xe đó bị cướp. Tụi cướp gửi vô đó là sao? Để em đi xem camera coi thử ai gửi xe. Mày làm đi. Dạ, để em đi liền. Của thằng Nhu. Nghe coi nó nói cái gì. Tao nghe là Nhu. Chú Sáu nói Tư Đồn qua đi với chú luôn cho khí thế. Sáng nay Tư Đồn có việc bận rồi, chắc chú Sáu đi mình quá. Ủa, sao kỳ vậy? Đã tính hết rồi mà. Ờ, nhà có việc đột xuất, nó đi không có được đâu. Thôi ha. Phải làm sao đây? Tao nghe. Dạ, hồi khuya có người thấy ở ngoài lộ lớn đoạn cây số 9 có người đánh nhau. Mày nói rõ hơn đi. Tới cây số 9 thì thấy chiếc ô tô dừng giữa lộ. Có mấy người đánh nhau. Xe thái của em dẫn ngang xuyên qua. Một người bỏ chạy, rồi hai thằng kia dí theo, bỏ lại chiếc xe Camry. Anh thái của em nói chiếc xe là màu đen. Thấy vậy anh thái em mới lách qua để mà đi. Mày với mấy đứa đó tới chỗ đó tìm thông tin gấp. Dạ dạ. Nếu như vậy nhỉ, thằng Tư Đồn phải theo con lộ lớn, đúng không? Ừ, mà sao? Tối hôm qua có người phát hiện một chiếc Camry màu đen nằm ở giữa lộ, ngay cây số 9. Vậy là trên đường gì vậy? Thằng Tư Đồn đã gặp chuyện rồi. Nó bị cướp hay sao cả? Có ai hỏi thằng Tư Đồn? Nó đã đi cùng chuyện đột xuất cho tao. Em biết rồi. Chú ngồi yên giùm tôi cái đi, động vết thương bây giờ. Em quen mấy người đó hả? Không, nhưng tôi biết chắc á là họ tìm chú. Bộ chú là đại ca giang hồ hả? Không phải. Vì sao bị chém rồi phải trốn nữa? Tôi cũng không biết tại sao tôi lại ra nông nỗi này. Mấy người đó nói ai mà tìm thấy chú là họ sẽ thưởng nóng, nhiều tiền lắm. Tôi không nghĩ là em bán tôi cho họ. Nhưng mà mấy ông anh tôi với lại câu hai tôi thì nghĩ đó. Chú uống nước dạ đi, sữa mới đó. Cảm ơn.
Em có di động đúng không? Có, nhưng mà là loại cũ nhất thế giới. Cho tôi mượn. Chú cần gọi ai thì gọi đi. Tôi muốn nhờ em một chút chuyện. Chú nói đi. Em mua cho tôi một cái sim mới. Chú cứ gọi đi, sim còn tiền mà. Tôi không muốn em dính líu tới chuyện của tôi. Ừ, tôi hiểu rồi. Chú cẩn thận quá thì thôi. Em vô trong nhà thuốc, em mua giúp cho tôi bông bạc. Khi lại mua thuốc, em nói với người ta là bán thuốc trị vết thương nha. Ừ, tôi biết rồi. Em lấy giùm tôi tiền để trong cái ví phía sau tôi. Em lấy dư dư một chút xíu, mua thêm một số đồ để bằng ngụy trang. Tôi hiểu rồi, dư tôi sẽ đưa lại cho chú. Em phải cẩn thận, đừng để ai biết em mua những thứ này. Coi chừng có người theo dõi, nhất là khi em vô tìm thuốc. Chú đừng làm tôi sợ chứ. Tôi chỉ giận hờ vậy thôi. Nếu chú là người tốt, hãy để tôi báo công an giúp chú nha. Không được đâu. Chứa chú ở đây giống như tôi ăn chứa bơm vậy đó. Có gì ngoài kia chú cứ nằm yên ở đây đi. Không ai dám vô đây đâu. Sao vậy? Vì đã có người chết trong đây, trên cái giường chú đang nằm đó. Quay em đây. Cảm ơn chị. Cảm ơn em. Ê cô em, mua gì vậy? Hỏi chị. Để biết, còn chăm sóc em. Nè, đừng có vô duyên nha. Tránh ra cho tôi đi. Ê, để coi mua gì đây. Nè, tôi mét ba sen đó. Quay tôi không ngán ba sen hả? Ba sen. À, thế nên bữa gặp ở nhà hai lợi. Hẹn gì trên em quen. Quen cũng xét mày. Xét không có gì. Hai người tính sao với anh ba tôi đây? Má, không có nói nhiều. Mày gì cũng xét. Đi đây. Xui gì đừng có đổ thừa nha. Ừ. Má xui thiệt mày ơi. Chiều nay tao mà thu độ là do mày đó. Đi mày. Sao cùng họ lớn vậy? Nhạc lớn vậy, lỡ chú có la cũng không ai nghe. Chê vô đi. Không sao đâu. Rác lắm đó. Tôi chịu đó. Một lần nữa đi. Nhưng mà đau lắm đó. Không sao. Tôi chịu được mà. Chú, tôi xin lỗi chú. Bắt em làm việc quá sợ. Tôi phải xin lỗi em mới được. Tôi trả gì? Không có đâu. Em băng lại giùm tôi đi. Ừ. Cứ quấn vòng quanh thật chặt, máu không chảy được. Em đừng ngại, cứ bàn tay đi, tôi chịu được.
nước lại đi. Em là Sushi hả? Đúng rồi. Sao em không hỏi tên tôi? Biết tên chú dễ bị ác mộng lắm. Giúp người thì đừng có chủ quan.